sản phẩm. Cột mốc không có rào cản hay hạn chế. Đấu, đây là sân khấu để cho tao tung vần và tao nhả vài flow, biến nó thành show lại đây mà thấu. Câu từ hoàn chỉnh tụi bay để tao chứng minh, khiến chúng mày phải đứng hình vì vài câu rap vì chính tao khác. Tất cả mọi chủ đề chính là những thứ để tao khai thác. Rap game này là canh bạc, tao đặt cược vào, không phải chỗ để nhào dỗ đâu mấy thằng danh giác. Mỗi khi tao on mic tạo lên sự khác biệt, lời lẽ thì ác liệt, tỏa ra được chất riêng. Hater phải cất miệng khi mà tao lên tiếng, đó là đương nhiên. Làm nhạc là đam mê, chưa bao giờ ham fame. Coi nhạc là phương tiện để mà truyền tải tất cả những thông điệp, tất cả những suy nghĩ luôn ở trong tâm trí và ở trong tim. Chỉ tới một cộng đồng chỉ nghe nhạc bằng mắt. Đẹp trai thì nhiều like, diss nhau thì nhiều care, xinh gái thì nhiều xe, nhạc chất thì mặc kệ, bỏ bê hả hê rồi lại cười chê. Bọn tao và hip hop luôn cho ra hit hot, không bao giờ bị flop, working everyday. Mong muốn một cộng đồng chất lượng lên hàng ngày. Shout out to H-Town, I'm DA. Yeah.